Chương một. Cúp máy một tỷ năm hệ thống rốt cục kích hoạt rồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm khuya, ánh trăng sáng trong trắc vào cửa sổ bên trong, cuối cùng rơi vào một gã mặt xám lạnh làm bào, lão giả tóc hoa trăm trên người. Tô cửu nhìn trong tay Ngọc Phù mặt mang ngưng trọng, cái này Ngọc Phù là vạn tông liên minh cấp phát cho liên minh bên trong mỗi cái tông chủ, ba ngày sau sẽ đối với trong liên minh mỗi cái tông môn tiến hành thí luyện. Trong thực tập, nếu như một cái tông môn nội không có người nào đạt được cảnh giới võ sư, sẽ trực tiếp bị loại bỏ ra vạn tông liên minh, mất đi vạn tông liên minh che chở không nói, liền tại nguyên tu luyện cũng sẽ trực tiếp bị tước đoạt. Ta đại nạn buông xuống, trong vòng ba ngày muốn đột phá đến cảnh giới võ sư căn bản không khả năng, xem ra ta huyền thiên tông muốn ở toàn bộ vạn tông liên minh bên trong xóa tên. Tô cửu buông ngọc phù, hữu khí vô lực nhìn ngoài cửa sổ. Một trăm năm trước, tô cửu từ trên địa cầu xuyên việt đến nơi này võ thần đại lục vừa lúc đụng phải nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đại chiến vì bảo mệnh hắn trở thành huyền thiên tông đệ tử vốn cho là mình cùng còn lại xuyên việt giả giống nhau sở hữu ngón tay vàng đổi thiên đổi địa trở thành cái thế giới này bá chủ tồn tại kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng hắn chẳng những không có ngón tay vàng liền thiên phú cũng là cực kém cùng hắn cùng năm cùng nhau tu luyện rất nhiều thiên tài Hiện tại kém cỏi nhất cũng là võ tướng cường giả, thậm chí đã đạt đến võ tôn. Nhưng hắn đến bây giờ đã 120 tuổi, cảnh giới chỉ là đạt được võ giả đỉnh phong, đừng nói đột phá đến võ sư rồi, thọ mệnh đều sắp tiêu hao hết rồi. Thần võ đại lục tu luyện đẳng cấp: Võ giả, võ sư, võ tướng, võ vương, võ hoàng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ đế cùng với trong truyền thuyết võ thần mỗi một cấp bậc lại phân làm tiền, trung, hậu kỳ cùng với thời đỉnh cao. Nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến bạo phát phía sau, nhân tộc cường giả nhất tề xuất động, huyền thiên tông cũng không cam chịu lạc hậu. Có thể không nghĩ tới toàn bộ tông môn người toàn bộ chết trận, chỉ có hắn bởi vì thực lực quá yếu không có ra tiền tuyến mới còn sống. Mà còn trở thành huyền thiên tông tân tông chủ. Nhân tộc cùng yêu tộc chiến đấu có một kết thúc phía sau, Thần Võ Đại Lục mỗi cái tông môn lo lắng yêu tộc ngốc đầu trở lại, liền gây dựng Vạn Tông Liên Minh. Liên Minh nhớ tới Huyền Thiên Tông cả nhà trung liệt, liền đem Huyền Thiên Tông cũng xếp vào đến rồi Vạn Tông bên trong, mỗi tháng còn có thể miễn phí đạt được Vạn Tông Liên Minh cấp phát 100 miếng linh tinh. Bất quá yêu tộc tu dưỡng trăm năm, gần đây tự như lại có làm hại nhân gian thế, Vạn Tông Liên Minh lúc này mới tổ chức thí luyện, vì chính là đem có hạng tài nguyên cho hữu dụng người sử dụng. Xem ra ta đây người vô dụng là thật phải ly khai vạn tông liên minh. Tô cửu thở dài, trong mắt tràn đầy khổ sát. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Lúc này một đạo uyển chuyển thanh âm ở tô cửu vang lên bên tai, vốn đang sắc mặt phát khổ tô cửu nặng ra vẻ tươi cười. Là tiểu ly a, à, sư phụ không có việc gì, chỉ là nhớ lại một sự tình. Tô cửu nhìn bên người một gã tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương tên gọi là Tô Ly, tuổi gần 13 tuổi là Tô Cửu ở 12 năm trước ra ngoài lúc nhặt về. Tô Ly Thiên Phú cần phải tốt hơn hắn nhiều rồi, tuổi tác mặc dù nhỏ, lại đã đạt đến võ giả trung kỳ. Đây còn là bởi vì hắn không có quá nhiều tài nguyên tu luyện, bằng không đối phương cảnh giới chỉ sợ sớm đã đã vượt qua hắn. Sư phụ, người có phải hay không muốn sư huynh bọn họ? Tô Ly trực tiếp nhảy đến Tô Cửu trong lòng tò mò hỏi. Huyền Thiên Tông cũng không chỉ Tô Cửu cùng Tô Ly hai người còn có những đệ tử khác bất quá đều đi ra cửa lịch luyện nhưng những đệ tử kia tối cường cũng chỉ là đạt được võ giả đỉnh phong mà thôi coi như gọi trở về cũng không sửa đổi được hiện trạng là nhớ ngươi sư huynh bọn họ hoàn hảo có tiểu ly nhi hầu ở sư phụ bên người tô cửu hiền hòa nhìn tiểu nha đầu nói hi hi tiểu ly nhi biết vẫn hầu ở sư phụ bên người tô cửu gật đầu lại cùng đối phương tán gẫu một hồi liền làm cho đối phương đi nghỉ ngơi nhìn Tô Ly rời đi bối ảnh, Tô Cửu Huyết sâu một hơi. Hắn một kẻ hấp hối sắp chết, đối với tài nguyên tu luyện ngược lại là cảm thấy không sao cả. Bất quá Tô Ly không được, nếu như không có tài nguyên tu luyện, đối phương tốt thiên phú không phải lãng phí một cách vô ích sao? Xem ra ta chỉ có thể liều mạng một lần, nếu như thành, Huyền Thiên Tông ở trong ngắn hạn ngược lại không đến nỗi bị xóa tên, tiểu Ly Nhi tài nguyên tu luyện cũng có thể được giải quyết. Tô Cửu Nghĩ liền dự định vận chuyển công pháp. Hắn dự định tiêu hao trong cơ thể hết thảy khí huyết trùng kích cảnh giới, nếu như thất bại, cũng đại biểu cho hắn sẽ trực tiếp bỏ mình. Nếu như thành công, Huyền Thiên Tông ở sau đó một năm cũng sẽ không bị xóa tên, đồng thời còn có cung phụng có thể cầm. Chỉ là, nếu như thành công, hắn chỉ có một tháng thọ mệnh. Nhưng bất kể như thế nào, có thể nâng dây lát cũng tốt, ngược lại hắn đại nạn buông xuống, cái này hơn 100 năm cũng sống đủ rồi. Đang tại gia trì du hí tương quan phối trí văn kiện. Đang tại gia trì du hí tương quan đồ văn món. Trước mặt du hí tại nguyên gia trì hoàn thành. Ngài đã offline 3956 4. 254 thiên 19 giờ đồng hồ 34 phân, 1 tỷ năm, chú. Bởi vì hệ thống offline duyên cớ, ngài là đệ 148.666 vị ký chủ khi ngài không online lúc, hệ thống đã vì ngài tự động tích lũy offline kinh nghiệm 999 685. 5134 xin điểm kích lĩnh. Mới vừa vận chuyển công pháp, trong đầu một giọng nói đột nhiên vang lên. Tô Cửu còn chưa phản ứng kịp, lại phát hiện đầu óc của mình đột nhiên xuất hiện một cổ to ra tin tức. Chỉ là trong sát na, vô số một đoạn trong đầu hiện lên, vô số tin tức hiện lên ở trong đầu hắn. Ước chừng qua 7-8 giây, Tô Cửu mới hồi phục tinh thần lại. Đây là tình huống gì? Hệ thống. Trong chớp nhoáng này, Tô Cửu bắt được một cái từ mấu chốt, hắn ngày nhớ đêm mong từ mấu chốt. Hệ thống, ôi lẽ nào, ta xuyên việc ngón tay vàng tới. Thời khắc này Tô Cửu, tâm tư có điểm hỗn loạn, bởi vì xen lẫn đại lượng tin tức, chỉ nghe được câu nói sau cùng, xin điểm kích lĩnh. Ngón tay vàng rốt cuộc đã tới, đương nhiên yếu lĩnh lấy a tô cửu không chút do dự nào trực tiếp điểm kích lĩnh cảnh cáo ký chủ không thể chịu đựng trước mặt kết xù kinh nghiệm cảnh cáo ký chủ không thể chịu đựng trước mặt kết xù kinh nghiệm cảnh cáo ký chủ không thể chịu đựng trước mặt kết xù kinh nghiệm trước mặt offline kinh nghiệm gần đi vào kinh nghiệm dự trữ trì ở giữa không cách nào tìm được đối ứng kinh nghiệm dự trữ trì Hệ thống mô bản tự động sửa chữa ở giữa. Offline kinh nghiệm chuyển hóa thành dự trữ linh khí. Dự trữ linh khí đạt được hạng mức cao nhất. Hệ thống mô bản tiếp tục sửa chữa ở giữa. Dự trữ linh khí lần nữa đạt được hạng mức cao nhất. Hệ thống mô bản tiếp tục sửa chữa ở giữa. Chúc mừng ký chủ thu được 99 hàng hà sa linh khí dự trữ. Chú. Ức. Đại biểu là 18 lũy thừa. Triệu. Đại biểu là 112 lũy thừa. Kinh. Đại biểu là 116 lũy thừa. Cai. Đại biểu là 120 lũy thừa. Tỷ. Đại biểu là 124 lũy thừa. Nhưng. Đại biểu là 128 lũy thừa. Mà hằng hà sa. Đại biểu là 1052 lũy thừa. Hệ thống giao diện một lần nữa sinh thành, mời ký chủ kiểm tra. Linh lực dự trữ. 99 hằng hà sa. Cái quỷ gì? Đây là cái gì hệ thống? Tô Cửu lúc này vẻ mặt mộng bức, nghi ngờ nói một câu. Theo hệ thống hai chữ, thoại âm rơi xuống, Tô Cửu trước mắt một cái hư vô trong suốt giao diện nhất thời xuất hiện. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đầu ngốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng tương. Tại sao? Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com linh trực tiếp ở phần mô tả